Giao trong đây nè. Hello các bạn, giờ mình đang đi dã ngoại khu vực này nha. Ở dưới Bình Giao Phước đây. Đang chuẩn bị cái món gọi là gà nướng. Với lại mình đang ở ven sông nè. Nhậu đây với lại một số người bạn. Ăn uống với một số người bạn. Đem cái bao xuống đi tại thì ở đây thì bạn thấy cây cối lại rồi xuống. Bây giờ bạn mình bơi qua bên dòng suối để mà lấy hái mấy cái rau muống đó các bạn. Đó. Đang bơi qua lấy rau muống tươi, rau muống ở dòng suối á. Nó tươi hơn. Đó. Ở đây rất là mát nha các bạn. Ở đây vườn nè. Thì những cái rau muống dại á, thì nó mọc xung quanh đây ăn rất là ngon. Có gì hả? Ở đây có đĩa không vậy? Đĩa dữ lắm luôn hả? Ê Bình, mày coi coi chừng đĩa Bình ơi. Họ đi sâu vô trong dữ vậy? Hái được nhiều vậy? Đó, người bạn của mình đã hái được một đám đó. Tao muốn đó. Bơi qua luôn hả? Lặn qua được không? Thôi đừng lặn. Nó dở nó ra, đừng có lặn nha. Chà. Con bỏ rau muống quá đã. Chưa đói à. Rau muống này không quá chấp, chỉ có thuốc xịt cỏ thôi. Cỏ đâu? Bậy không? Đây đâu ai xịt mà có cỏ ông này. Wow. Đấy, ông anh này anh xổ một con gà rất là điệu nghệ ha. Xổ vô cây. Đó, xong rồi bắt đầu đưa lên than hồng nướng. Đó. Gà này là gà nướng củi đồng quê. Đó, sát bên cái suối nè các bạn thấy không? Cực kỳ hấp dẫn. Nóng quá hả? Cắm xuống được không? Cắm xuống cho khỏe. Rồi để có con cây chống ngược lại. Rồi. Có con cây chống ngược lại. Làm ba cây, anh để bên kia một cây nữa không? Bên kia một cây nè, chống đây nè. Bên này nướng, mấy bạn mình bên kia là đang câu cá. Đó, chấm thêm mấy cây bên đây đi. Ồ, rớt rồi. Rồi xì lên kìa, đang chín rồi đó. Chín từng cái. Đó này cứ quên hoài, kêu cu cũng làm hai cây sắt. Đóng xuống nghĩa là cái chắc ăn luôn. Rồi giống mình nhổ đem ra. Ông thợ hài luôn. Chín nổi không ta? Chín với trời hồi nãy giờ chín rồi đó kìa. Nó cháy luôn. Cháy không được, nó bụi quá. Đừng ngồi đây, không nên nắp.